Si mê em diễn viên. Tháng 8 năm 1980. Anh Phúc, chân còn chưa vững mà đã xách nước tới cây rồi. Để đó lát nữa em làm cho. Em không thấy bác sĩ bảo đôi chân của anh như có phép màu à? Chẳng khác gì người bình thường nữa rồi. À, ban nãy em có gặp anh bưu tá. Anh ấy bảo anh có thư này nè. Thư từ thành phố gửi về đó. Trời ơi, họ thông báo là cuốn tiểu thuyết của anh được giải đặc biệt trong một cuộc thi và được chọn để sản xuất phim đấy. Vậy là tác phẩm kịch bản của anh tâm huyết suốt 5 năm qua đã có thành tựu rồi. Họ bảo tuần sau là lên thành phố nhận giải rồi. Anh hồi hộp và xúc động quá à. Em cũng vậy. Em sẽ đi ra ga mua vé tàu luôn cho anh nha. Lên tới nơi thì báo về cho em biết một tiếng. Đi cẩn thận đó, chân của anh còn chưa lành hẳn đâu. Anh biết rồi, không phải lo cho anh đâu. Xin anh hãy cho biết tác phẩm của anh đã đạt giải nhất, điều đó có ý nghĩa gì với anh ạ? Giải thưởng lần này đã làm thay đổi con đường sự nghiệp của tôi rất nhiều, đặc biệt là tác phẩm còn được một nhà sản xuất chọn để làm phim. Xoay mang cả cốc chén lên làm gì? Anh làm xong dự án phim lần này, anh sẽ lại về nhà thôi. Em biết là anh thích uống trà nên mang thêm bộ ấm. Cuối tuần này anh có về nhà không? Cô Tí cứ nhắc bố mãi. Chắc tuần tới anh bận, có gì anh sẽ gọi về cho cô Tí nha. Anh Phúc chờ một lát nha, diễn viên Thanh Mai sắp tới rồi đó. Lần này tôi định nhắm cô diễn viên này vào vai chính. Anh là tác giả kịch bản, tôi muốn anh cũng xem xét có nên không. Em chào hai anh. Hai anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới tới. Còn đây là biên kịch Minh Phúc. Em hãy làm quen với anh ấy đi. Mẹ ơi, tuần này bố có về không ạ? Bố bận không về được con à. Lâu lắm rồi bố không về với Tí mẹ ha. Bác vừa nghe cô Tí nhắc bố Phúc phải không? Chắc bố Phúc quên mẹ con Tí rồi. Gần một năm rồi không về. Có khi bố Phúc lấy vợ khác rồi cũng nên. Thanh Mai, anh rất ngạc nhiên khi hôm nay lại được một diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp mời đi ăn thế này. Chả nhẽ anh Phúc không nhận ra là em có cảm tình với anh sao? Anh vô tình quá đó. Em giận cho mà xem. Anh thấy tay của em có đẹp không? Ngón tay thon dài và nõn nà, sao mà không đẹp cho được. Anh uống trà đi, em vừa pha đó. Trời ơi, tay của cán bộ nông nghiệp có khác, vừa thô vừa ráp. Tay em thô như vậy nhưng chồng không chê là được rồi. Anh Phúc, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. À mà vợ anh có đẹp bằng em không? Cô ấy... Thanh Mai, em mang vali đi đâu đấy? Em tới đây ở với anh luôn chứ đi đâu. Sao đấy em? Tới đây làm sao được? Nhỡ ai biết thì sao? Ai biết cũng kệ đi. Mà anh định giấu mối quan hệ này đến bao giờ? Anh không định cho em một danh phận à? Anh nói sẽ chọn em mà. Tại sao vẫn chưa nói chuyện với chị ấy? Cũng phải từ từ chứ. Thảo chưa biết chuyện giữa chúng ta, anh sợ cô ấy sẽ sốc. Tới bao giờ chứ? Anh chọn đi, hoặc em hoặc chị ấy. Em không muốn cứ sống cảnh lén lút mãi như thế này. Nhưng dù sao anh với Thảo còn có cô Tí. Trời ơi, thử
tôi thật là ngu ngốc. Bao nhiêu đại gia săn đón tôi không màng tới, vậy mà anh chỉ coi tôi là kẻ qua đường. Anh không có ý định nghiêm túc với tôi. Thôi được, được rồi, anh sẽ nói chuyện với Thảo về chuyện của chúng ta, được chưa? Anh nói thì phải làm ngay đi đó nha. Em không chờ đợi được nữa đâu. Trong tuần tới anh phải về làm thủ tục ly hôn đó. Xin lỗi anh, chỗ này chật quá cho nên... Không sao đâu. Em à, bác sĩ bảo anh không thể đi lại được đâu. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, còn nước còn tát. Em tin là với sự kiên trì của em, đôi chân của anh sẽ được đi trở lại mà. 5 năm sau. Anh Phúc à, em đã bảo anh tập đi thì phải đứng sát tường mà bám vào, nhỡ ngã thì sao? Em đứng lui ra, nhìn anh đây này. Hả? Trời ơi, anh đi được rồi nè. Đã 5 năm kể từ ngày tai nạn đó xảy ra, anh cứ tưởng phải gắn bó với cái xe lăn này cả đời cơ. Em mừng quá. Thở nào lúc nãy hướng dẫn bà con trồng giống khoai mới, mắt em cứ giật giật hoài à. Hóa ra là vì chuyện này. Trời ạ, cán bộ nông nghiệp bà mê tính thế. Mắt em giật chắc là thiếu ngủ do cả đêm hôm qua bóp chân cho anh đấy. Ngày hôm nay anh đi lại được là hoàn toàn nhờ công của em. Nhất định không chịu bỏ cuộc, ngay cả khi bác sĩ nói không thể. Mình đang trở về để nói lời chia tay với Thảo. Mình phải nói sao để không làm cô ấy tổn thương? Hay là... Thảo, sao em lại đứng đây? Em đứng chờ anh mà, anh về rồi à? Anh đâu có báo là anh sẽ về đâu. Sao em biết mà ra đây chờ anh chứ? À, bố đã về rồi. Cô Tí ở nhà có ngoan không? Mẹ bảo con rất ngoan, chỉ trừ... chỉ những lúc khóc nhẹ vì nhớ bố mà thôi. Giờ bố về với cô Tí rồi này. Mẹ ơi, giờ bố đã về rồi. Mẹ không phải ngày nào cũng ra cổng chờ bố nữa rồi. Ngày nào em cũng chờ anh ư? Ngày nào cũng vậy, cứ nghe thấy tiếng còi tàu cuối ngày, mẹ lại ra đây ngóng bố. Mẹ bảo nhất định bố sẽ trở về ạ. À, bố ơi, bố vào nhà xem cuốn tập vẽ của con đi. Ngày nào con cũng đợi bố về để cho bố xem hết. Cô khen con vẽ đẹp, sau này có thể trở thành họa sĩ đấy. Anh à, khi nào anh trở lại thành phố để em chuẩn bị xếp đồ cho anh? Anh sẽ không đi nữa đâu. Từ giờ anh ở nhà với hai mẹ con em. Anh đã để em phải chờ đợi suốt 1 năm qua rồi. Ngày nào em cũng ra cổng chờ anh. Sao mỗi tiếng còi tàu như thế ư? Thật chứ? Chắc có lẽ trên đời này không có người vợ nào thương mình hơn Thảo. Anh xin lỗi, chỉ vì một chút ngã lòng, suýt nữa anh đã đánh mất người vợ thương yêu mình hết lòng rồi. Cô Tí, từ giờ bố sẽ ở nhà với hai mẹ con cô Tí và không đi đâu nữa nha. À, thật cả bố. Bố ở nhà với hai mẹ con, không đi đâu nữa nha. Bố không đi nữa đâu, bố sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh hai mẹ con. Đôi giày đỏ. Ngày xưa có một cô gái nhỏ tên là Karen. Karen là một cô gái nhỏ rất xinh xắn và rất ngoan. Mẹ cô nghèo nên cô chẳng có giày dép gì. Mùa hè đi chân đất, mùa đông đi guốc gỗ, chân không chịu được rét, đỏ ửng lên. À, bà thợ giày, cháu chào bà ạ. Karen, tuyết đang rơi dày lên rồi, cháu mang đôi giày này vào cho đỡ cống. Tuy nó cũng không được đẹp lắm, vì mắt bà kém rồi, tay lại run nữa. Mà bệnh tình của mẹ cháu sao rồi? Dạ, cháu cảm ơn món quà của bà. Mà mùa đông khắc nghiệt quá, mẹ cháu...
Mẹ cháu yếu lắm rồi bà ơi. Mẹ con đã vất vả một đời nuôi con lớn ngần này, chắc hẳn cũng sẽ mong con được tiếp tục nuôi nấng dạy dỗ bởi một gia đình tử tế. Có bà quý tộc Smith ở vùng này sống độc thân, muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ta sẽ để bà ấy đến đón con về, để con không phải sống trong cảnh coi cút nghèo khó. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông. Thưa tiểu thư, mời cô thay đôi giày khác, mới hợp với bộ váy này ạ. Cũng phải, đôi giày này cũ quá rồi, lại còn xấu nữa. Mình giờ đã là tiểu thư nhà Smith, phải vứt nó đi thôi, để không phải nhớ lại quá khứ nghèo khổ của mình nữa. Karen, từ nay con là tiểu thư nhà Smith, là con gái của ta. Con phải học mọi quy tắc lễ nghi và phẩm chất một cô gái con nhà quý tộc cần phải có. Ta hy vọng con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ta sẽ bù đắp cho con mọi thiếu thốn trước đây. Dạ vâng. Ôi chao, con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy cả. Vậy ăn cho thỏa thích đi con. Ta đã nói bác quản gia xếp lịch học cho con rồi. Không ngờ làm con gái nhà quý tộc lại mệt mỏi như vậy. Cứ tưởng chỉ ăn ngon mặc đẹp thôi chứ. Ai dè. Thôi, đi ngủ một giấc cho ngon cái đã. Một hôm nhà vua, hoàng hậu và công chúa ngự giá đến thành phố gần đấy. Nhân dân nô nức kéo nhau đến chiêm ngưỡng long nhan. Ôi, công chúa có đôi giày đỏ đẹp quá à. Khác hẳn đôi giày của bà thợ giày tặng mình ngày trước. Mình phải bảo mẹ nuôi cho mình đóng đôi giày giống hệt mới được. Sao lại có thể đi giày đỏ đến làm lễ ở nhà thờ được? Con cái nhà ai thế nhỉ? Chẳng dạy dỗ gì cả. Sao tất cả đều nhìn mình thế nhỉ? Có phải vì mình có đôi giày xinh đẹp này sao? Karen, vào nhà thờ dự lễ lại đi giày đỏ như thế là ngạo nghễ đó. Ta dặn con thế nào hả? Từ nay đã bước chân đến nhà thờ phải đi giày đen. Dù cũ dù rách cũng phải đi. Con xem, ai nấy đều nhìn con không đồng tình kìa. Chẳng ai có đôi giày đỏ đẹp bằng mình. Mình nổi bật nhất, xinh đẹp nhất chỗ này. Vì vậy họ mới ghen tức mình. Thưa bà, giày của bà và tiểu thư bám đầy bụi rồi. Xin hãy để tôi được phép lau sạch đã. Được chứ. Karen, con hãy cởi tạm giày ra để ông cụ chải giúp cho con. Không, con không muốn tháo đôi giày xinh đẹp này ra đâu. Hãy để ông cụ cúi xuống chải giày cho con đi. Karen à, như thế là rất hổn đấy, con biết không? Nhưng trời lạnh thế này, con không muốn cởi giày ra chút nào hết á. Để thế này ông cụ vẫn chải được giày cho con mà. Đôi giày đỏ của cô bé mới tuyệt đẹp làm sao. Khi khiêu vũ cô phải cho giày bám chặt vào chân, kẻo rơi đấy. Đôi giày của tôi giống hệt giày của công chúa đó nha. Còn đẹp hơn nữa đó. Mình làm sao thế này? Mẹ ơi, cứu con với. Karen, con sao thế? Anh Peter, mau giữ nó lại. May quá, tất cả là tại đôi giày quái gở này. Từ giờ đừng để cô Karen đi đôi giày này nữa. Buồn thật đấy, hôm nay là vũ hội của hoàng cung. Mình muốn đi đôi giày này, có nó mình mới xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Gọi Karen lại đây cho ta. Karen à, hôm nay ta thấy không được khỏe, con hãy ở bên cạnh ta nha. Nhưng mà hôm nay có vũ hội ở cung điện, tất cả con gái nhà quý tộc đều đi dự, con không thể vắng mặt được. Karen à, sao mẹ nuôi lại ốm đúng hôm mình đi dự vũ hội cơ chứ? Lại còn bắt mình ở nhà chăm sóc cho nữa. Ở nhà đã có bao nhiêu người hầu rồi còn gì? Đôi giày đẹp như vậy mà bỏ vào tủ kính, mình mang vào để dự vũ hội cũng chẳng có gì sai cả. Mọi người ơi, cứu cha với! Đôi giày quỷ quái này hãm hại cháu! Cứu cha với! Mình mệt quá! Làm thế nào để dừng lại bây giờ?
xinh đẹp, cô có đôi giày khiêu vũ đẹp quá. Hóa ra ông là phù thủy. Ông phù phép đôi giày của tôi sao? Đáng đời nhà mi. Sao không tháo ra được thế này? Sao cứ dính chặt vào chân mình như vậy? Mẹ ơi, cứu con với! Karen, ngươi cứ nhảy mãi với đôi giày đó mà ngươi quý hơn mọi thứ trên đời, hơn cả những ân nhân đã cứu giúp ngươi. Nhảy cho đến khi nào ngươi biến mất khỏi cõi đời này, ngươi đã thấy tính ngạo mạn, kiêu căng, khinh thường người khác đã hại mình thế nào chưa? Xin người tha tội cho con biết lỗi rồi, con muốn trở về với mẹ nuôi của con, xin người tha tội cho con. Quá muộn rồi Karen, bà ấy không qua được cơn bệnh hiểm nghèo, đã chết rồi. Giây phút cuối cùng, ngươi cũng không ở lại để chăm sóc bà ấy. Con sai rồi, con có lỗi với mẹ nuôi, xin người hãy rủ lòng thương cho con một con đường sống sót. Ta sẽ bỏ đôi giày của ngươi đi, nhưng thay vào đó, kể từ nay, đôi chân của ngươi sẽ không đi lại được nữa. Đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm của ngươi. Karen, con làm sao thế này? Xin ông, hãy cho con được ở lại. Con có thể làm mọi việc, miễn là có chốn dung thân. Ông mục sư thương tình giữ cô ở lại. Từ đó, Karen đã tỏ ra quyết tâm, tiến bộ và chăm chỉ làm việc. Cô trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ. Các em nhỏ rất quý cô, nhưng hãy thấy chúng khoe khoang với nhau, ai xinh hay ai có quần áo đẹp là cô khuyên nhủ rằng kiêu căng ngạo mạn là thói xấu cần phải tránh. Và rồi, Karen kể lại câu chuyện của mình để những đứa trẻ có bài học về sự biết ơn và đức tính khiêm nhường trong cuộc đời. Các bác mua hồng đi ạ. À, hồng nhà tôi ngon và ngọt lắm. Hàng đâu mà còi cọc bé tí tẹo thế? Quả vừa bé lại còn xanh nữa chứ. Ừ, hàng xấu thế này có bán rẻ cũng chẳng ai mua đâu. Dạ, cảm ơn bác. Lần sau bác quay lại mua hồng nhà em nhé. Hồng ngon lắm bác ạ. Mời bác nếm thử. Năm nay mưa nhiều, sâu bệnh hoành hành dữ quá mà sao hồng nhà bác vẫn mọng nước chín đỏ thế kia. Cũng chỗ bán buôn, tôi nói thật, tất cả là nhờ thuốc trừ sâu đấy ông ạ. Đợt hồng sao, ông cứ thử dùng mà xem, hiệu quả lắm. Nhưng sau 2 tuần nữa cũng là tới vụ hồng chín muộn rồi, phun thuốc bây giờ độc lắm. Không sao, không sao, mấy hôm nữa hồng chín đỏ rực, ai biết lấy là đâu. Với lại, hồng bán đi bao nhiêu nơi, mỗi người ăn vài quả không chết đâu mà sợ. Cái chính là hồng nhìn ngon mắt, ai chẳng muốn mua. Không được, thế là làm ăn không có lương tâm. Nhưng nếu không làm vậy, lấy đâu ra tiền trả nợ, đủ các khoản phân bón, công xá từ đầu vụ bây giờ. Trong ngày hôm nay các anh cố gắng phun hết vườn cho tôi. Mà vụ hồng chín muộn lại được mùa. Alo, trời ơi, sao lại vậy? Con bé ra vườn trải hồng ăn, bác sĩ bảo ngộ độc thuốc trừ sâu với hàm lượng lớn. Còn cái đống hồng mới phun thuốc của ông sẽ hại bao nhiêu người nữa? Chỉ vì mình tham chút lợi nhuận, còn may là mình chưa kịp đem bán, có cách nào để trồng lại những quả hồng ngon lành mà vẫn không phải sử dụng thuốc trừ sâu không? Mình tưởng lũ chim sợ thuốc trừ sâu đã bay đi hết rồi chứ. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra từ sớm vậy?
Mỗi loài đều có một thiên địch riêng. Trước đây có rất nhiều loài chim sâu, nhưng mình và mọi người sử dụng thuốc quá nhiều nên bây giờ các loài chim bỏ đi hết. Lũ sâu mới hoành hành thế này, thử làm tổ cho chúng trên những chặt cây xem sao. Ôi, đúng là những quả hồng được trồng tự nhiên có khác, ngọt quá. Hôm qua các mối hàng trên thành phố trả lại nhà tôi gần 20 thùng hàng. Vì qua khâu kiểm dịch, người ta phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép đó. Vườn hồng của tôi năm nay có rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà máy với sản lượng lớn. Chưa kể các chợ và nhà buôn lớn nhỏ khác cũng đang liên hệ trở thành khách hàng lâu dài với tôi. Họ nói khách hàng rất ưa chuộng những quả hồng được trồng tự nhiên. Tôi nghĩ ông không nên dùng nhiều thuốc trừ sâu nữa, mà nên áp dụng phương pháp dùng thiên địch của tôi. Sắp tới tôi sẽ cho thử nghiệm nuôi kiến vàng để trừ rệp. Ba ơi! Ba! Hôm nay ba con ta sẽ cùng nhau đi hái những quả hồng ngon nhất khu vườn này nha. Và ta chắc mẹ con sẽ cho chúng ta thưởng thức món mứt hồng tuyệt vời nhất thế gian này. Hay quá! Và chúng ta sẽ nghe những chú chim hót phải không ba? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!